Đây rồi, ôi rồi, đây rồi. Ôi giời ơi, hàng 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 anh em ơi. Hello, xin chào năm cho anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay đi câu ngoài kênh các bác này. Đây, đây là đi vào cái địa điểm rất là đẹp. Bốn bên thì đều là nhà dân cả. Đây là kênh của Thịnh Thông anh em nhé. Đây là tìm một chỗ câu tương đối đẹp, với tội nó cũng hơi hẹp ấy. Hơi hẹp, đánh lục cũng hơi khó, khả năng là em câu cần đơn các bạn. Thì làm tí cần đơn nhé. Đây có mấy chỗ ổ bèo rất là đẹp nhưng mà nó vướng quá anh em nhìn này, mấy lỗ ổ bèo rất là đẹp nó vướng khi em chỉ cấu chỗ con quang chỗ này. Đấy. Quay quang cảnh cho anh em xem một tí. Đó. Hơi hẹp anh em nhỉ, nói chung là những cái chỗ này ở bên kia toàn là áo đầm nhà người ta. Đó. Áo đầm nhà người ta. Em định chơi cái lỗ bèo, lấy cái lỗ bèo đẹp quá anh em. Đi hơi rung em thông cảm nhé. Nó bèo đẹp quá, nó vướng quá. Khi là chỗ quang quang. Có khi em đang chỗ quang quang đằng kia. Đây có lỗ bèo đẹp ngay. Tiếp thật đấy. Vướng mấy cây anh em. Kể ra mà em thả cái lỗ kia thì nói chung là nó tuyệt vời đấy. Mắc binh luôn. Ngồi ra chỗ quang quang đây anh em nhé. Quê anh em ơi, ngồi chỗ này đi. Đây nói chung là nó cũng hơi chật trộn một chút. Câu đợi anh em. Cái đường xá người ta làm đấy nó cũng đường xá người ta làm bên này nó cũng ngon rồi nha, câu rất ok. Hôm nay em đánh cần tay trong đây nó chặt quá, kể ra nói chung là em thấy đánh cần tay nó cũng phê anh em ạ, kéo cảm giác nó tít mù luôn. Cần này em nó cũng cứng đó, 6 hắt gặp phải cá to thì vẫn cứ chơi được, nhưng quan trọng nó cũng phải có kỹ năng. Dòng cá dài 4,5 m. Ok anh em. Đây quả phao huyền thoại. Phao hơi to anh em nhỉ. Chúng cần đấy nhá. Thì đây vẫn là quả bài mồi truyền thống anh em này. Đây. Đây là bài mồi thúc phiện pha với này, này thúc phiện này. Đấy anh em này, thúc phiện pha với này mồi ủ đây. Rèo và dính. Đánh cái kiểu này cũng hay anh em ạ, đánh một lưỡi mà ví dụ như là chẳng may nó có con chép ấy, đi qua thì mình nick được chép hay. Đâu là một lưỡi kia em cũng để run. Run để bắt rô phi cho nó nhạy, tránh trường hợp mà. Tránh trường hợp móm quá là mình phải bắt nó rô phi thôi, chứ còn đâu thử ai cũng thích đi câu chép mới chấm. Nhưng mà cái thể loại đấy nó hiếm anh em ạ, nó cá to thì nó hiếm. Thôi mình cứ này. Đây. Chơi đa thể loại. Đây em có ít run nữa này. Vừa sang nhà kia xin này, chính thức là đi xin các bạn, dùng quế này, dùng quế hay gọi là run nhảy đấy. Con này to bình thường nếu mà ấy là nhiều run em cũng lích cả con này, nhưng mà thôi. Ăn rẻ tiết kiệm đấy, gặp bọn các con nó tỉa mất cả một con thì nghe cũng hơi tiếc. Run hiếm lắm, chỗ em là run hiếm, kiểu như là mình đi đào không có đâu, bây giờ phải nuôi có, nhưng đào ngoài đường tầm bê tông này có đào bằng mắt quá. Ok, thả anh em nhé. Hơi chật trộn một chút nhưng không sao. Bên kia thì là ao hồ nhà người ta anh em ạ. Khu này người ta nhiều nhà cũng có ao hết. Chết giờ trời mưa rồi các bác này. Mưa lạnh nhé, kể ra mà mưa mát trời thì đẹp quá. Trời mưa lạnh mới đều ấy. Cá đã không cắn, càng khó cắn. Khủng không? Đây rồi. Úi giời ơi. Hàng khủng không? Khủng em ơi. Úi đây rồi. Ôi con này to, con này to to bác ơi. Ui giời ơi, to rồi. Anh em mình có hàng của em khiếp khủng chưa. Tủ phía bự luôn anh em này.
Đục cái bự to cho anh em. Úi xa. Đi bao lần em bảo cầm cái khăn mặt đi để cầm cá đỡ trơn đỡ vào tay mà cứ quên này. Quên trơn lắm, cầm này sợ nó dễ vào tay nó nick pha tay. Đục phi này phải rán giòn ăn nhỉ. Trời mưa rán giòn trời mắm ớt. Còn thì chanh mà nữa ăn tuyệt vời anh em ạ. Ngon, tươi rồi, trò rọ. Cá to cái cần tay này đã thật các bác ạ. À, con giun béo ngậy nữa này. Làm thêm tí mùi ổ bắt cá. Chưa thấy con chép nào. Mưa to mất rồi. À, mưa to đánh vẫn hay. Trời mưa đánh cá vẫn hay. Đây rồi, ôi rồi, đây rồi. Ôi giời ơi, hàng anh em ơi. Hàng rồi. Ôi rồi. Cái gì đây? Ai à, da. Ôi, được hàng rồi, hàng rồi các bạn ơi. Được chưa rồi. Ôi giời. Cứ tưởng Rô Phi con ăn luôn. Cứ tưởng Rô Phi con ăn con gì đây. Cần mất. Có cái cần, có cái cần. Đây rồi, có vật rồi các bác ơi, may quá. May quá sắm cái vật to. Ui da. Ui da. Ui dòng con này chết rồi hả? Ây da. Hàng khủng các bác ơi. Đấy, vào đây. Phao ra. Ui còn gì đấy. Chết rồi. Ui. Tổng cán thôi. Ai à. Đây có. Ui. Đủ rồi. Đây kể có thằng nữa nó dòng cho mình đạp qua. Một mình này hơi khoan.
Ok. Ngon quá. Ui, cần tay lỏng cá xã đận. Ai, ui giời. Ui đẹp quá anh em ơi. Ui chê. Được làm chấm cỏ. Đấy vậy. Con này cho ăn vào mồi ủ rồi. Con này chắc chắn ăn vào mồi ủ. Kinh. Này đóng cần nục có phải lên bờ nhà anh không mày? Đóng cần này giỏng lâu quá. Sợ. Đóng ngay vào răng. Đóng ngay vào răng anh em ạ. Tươi. Đây em hàng, ngon tươi luôn. Giật cần tay phê tít. Được chú anh em nhé. Mặc mày có cái vợt này, cái vợt kia chắc là xác định không vớt được nó lên. Cần tay nó yếu mà. Này nó vừa ăn mới ủ của em. Nên ha. Em thấy là quả mồi to. Làm thế này nhé các bác nhé. Nếu này trong xuống tí nó tan một lớp sương mờ ở bên ngoài rụ cá đến. Đấy. Hơi to so quy định. Đây rồi. Ôi giời ơi, con này to anh em ơi. Ôi, con này to. À, con này to anh em này. Rồi, to mà chứ mày ăn kiểu vớ vẩn thế. Đấy, anh em thấy sự lợi hại của mồi ủ khi có bột mì chưa? Chặt thế mà nó không tan hết. À, rồi. Nào, anh em nhìn này. Mồi ủ và bột mì chưa? Không tan được hết. Đó, cái kinh khủng mà. À, sao? Cầu rô phi đẹp luôn đấy. Cầu cá rô phi này mới là sướng các bác nhé. Ô này. Con này nó mắt nó bị mù bên. À, mắt lại mù con. Đánh nhau sao rồi mù mắt. Thảo. À, còn nữa cho rõ anh em này. Quá đẹp luôn. Anh em đi câu đơn đi câu đài làm tí bột mì bóp vào thì mồi nó khó nhìn nữa. Vẫn dập nên cá mà vẫn có thể sử dụng mồi lại được. Không tan. Này gặp cá to nó hớp một phát thì là dính luôn. Làm phải con giun đen này đi. Giun đen là không được câu cá rô khi là không nhạy lắm. Nhưng mà khi đã cắn là toàn là cá to cắn rồi. Cá to nó ăn được loại giun đen, cá bé thì nó hay ăn giun đỏ.
rồi nha, cá lai chết nó con. Thì còn quá. Đây rồi. Úi giời. À, lại đóng hàng rồi. Úi. Úi. Đóng hàng rồi anh em ơi. À. Đóng hàng cùng thôi. Chỉ đây. À, này con là to này. Úi giời. Một mình dòng con cá vất vả quá anh em ạ. Con này chắc chắn lại đóng đóng vào một ổ anh em nhé. Rồi, quá đẹp. Con này chắc chắn đóng 10 ổ đấy, bây giờ. Nhìn thấy chưa? Câu zoom ấy, câu 10 ổ kết hợp với nhau rồi. Quá hoàn hảo luôn đấy. Đẹp đẹp đẹp. Đẹp, đẹp chấm cỏ đẹp. Bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoặc xuyên táo. Hoặc xuyên thẳng ngoài anh em. À là cắn. Con này cái nó không có răng. À. Không có răng. Ôi, chắc thế nhỉ? Dễ nữa thì à, rồi ok ok được em nữa phê quá. Có mưa to, trời mưa to các bác này, tổ cá trời mưa là sướng nhất nhé. Đã rồi, cho vào dọ luôn thôi. Cá to cái cần tay này đã thật các bác ạ. À, con giun béo ngậy nữa này. Làm thêm tí mồi ổ bắt cá. Chưa thấy con chép nào. Mưa to mất rồi. Mưa
trò đánh vẫn hay. Trời mưa đánh cá vẫn hay. Đây rồi, úi giời. Nó bọn thủ phỉ bé tí kìa. Đây là em thủ phỉ bé tí anh em này. Bọn này trông bé này thôi anh em nhé. Bé này thôi mà bọn này cho đán giòn ăn hơi phê luôn đấy. Bọn này đán giòn cho ăn cả xương là hơi ngon luôn. Các bạn nhìn này. Ý, này ăn một run. Ai à, lưỡi to thế mà nó cũng không được. Có nhiều con này mà cho rán giòn ngon lắm. Thôi thả. Bé này anh thả cho mày sống. Bé anh thả cho mày sống. Đọc cái bọn con này mà tỉa run thì tốn lắm. Tốn mồi mà. Không những tốn mà còn còn đấy các bạn. Còn khó giật được nó. Chơi toàn lưỡi to. Lưỡi to bắt cá to. Còn run. Run ngoáy thế. To và cá to anh em ạ. Trời mưa ướt át bản thân đấy. Kể ra mà hôm nay có thêm vài anh em ngồi chung với em thì đẹp quá, cảnh trời rất là đẹp, mỗi tội là trời mưa nó hơi buồn buồn quá. Đi vào, đi vào. Ôi giời. Ai là cần được tí anh em. Bé quá. Dạ, tóm lại được khi bé vào ấy nhỉ. Ôi thả. Bé một tí, con này thả nó sống nhé. Một chiếc quả đẹp tiếp một tạch các bác. Chó này cắn khôn thật đấy.
Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ôi, con to. Quá, wow, con này to. À, rồi khi bụi anh em ơi. Đây là con rùa phi to to chút. À, con này ăn vào mồi ủ nhá. Nên dưới em vừa chơi mồi ủ. Đóng vào mồi ủ này. Kéo xuống thật đấy, rùa phi to kéo xuống. Ủa chắc thế. Cái lưỡi to này, cái ngạnh nó to quá anh em. Ngạnh nó to thì gỡ cá nó khó. Đấy là câu lưỡi không ngạnh. Câu lưỡi không ngạnh gỡ nó sướng hơn. Ngạnh to đáy nó ra thì các bác thấy phê quá, nó phải bự. Con này rán ăn nó hơi tuyệt vời luôn đấy, cho rõ nhá, cho rõ này đẹp. Mồi ổ đôi lúc nữa phát huy tác dụng rất là tốt. Anh em đi câu thì khoảng mang theo ít bột mì nhé, ngày mai em mời nó mồi nó mà kiểu nó bở quá này cho thêm bột mì vào. Đi câu nào phải cầm thêm nguyên liệu, không chẳng may mà đến đấy mồi nó hỏng không câu cái nào phải vứt đi đó. Em run này, run dài béo lại câu rô phi. Ok baby. Thôi thu đồ về anh em nhé, hôm nay là cũng được khá khá rồi à, về kho này ăn chống dịch Covid thôi anh em ạ. Thôi về anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Các bác thấy hay là sẽ ủng hộ kênh của em nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thank you, chào, hẹn gặp lại.